Đèn pha năng lượng mặt trời vẫn là một cái mẫu đèn mà khá là phổ biến và em thấy là rất nhiều anh chị chúng ta tin tưởng lựa chọn. Và trên kênh của Hoàng Long thì có rất nhiều các mẫu đèn anh chị ạ. Và những cái dòng đèn pha như thế này thì em đã có những video giới thiệu rất là chi tiết và báo giá đến anh chị để chúng ta tham khảo. Tuy nhiên thì hiện tại với cái phân khúc đèn pha thì Hoàng Long đang có 5 cái phiên bản công suất. Và trong video ngày hôm nay thì em sẽ làm một video để báo giá tổng hợp tại thời điểm tháng 10 để anh chị chúng ta có thể nắm bắt được về giá bán, thông số và cái tính năng của từng cái mẫu đèn một để chúng ta dễ dàng lựa chọn. Và xin mời tất cả anh chị chúng ta cùng theo dõi và bắt đầu video này. Thì đầu tiên để chúng ta trước khi vào báo giá của từng cái sản phẩm một thì em sẽ nói qua về cái tính năng và công dụng của dòng đèn pha này trước anh chị ạ. Thì cái dòng đèn pha này là một cái dòng rất là đa năng. Anh chị khi mà chúng ta mua dòng đèn này thì anh chị cũng có thể lắp được rất nhiều các vị trí từ trong nhà đến ngoài đường đi đến sân vườn. Đấy thì rất nhiều vị trí chúng ta có thể sử dụng được bởi vì cái tấm pin của nó thì sẽ tách rời so với chiếc đèn. Thế thì hiện tại Hoàng Long đang có 5 cái phiên bản công suất là 100W, 200W, 300W, 500W và 800W để anh chị chúng ta lựa chọn tùy theo cái diện tích và không gian lắp đặt làm sao cho nó phù hợp. Thì đầu tiên là em sẽ giới thiệu cho anh chị trước về cái dòng đèn pha 100W, cũng là cái dòng công suất nhỏ nhất trong những cái dòng này và giá bán thì cũng rẻ nhất. Thì hiện tại với cái dòng pha 100W như anh chị đang quan sát đây thì trong cái thời điểm bây giờ thì Hoàng Long đang bán với giá là 700.000 đồng anh chị ạ, cho một bộ sản phẩm đèn pha. Thì sẽ bao gồm có một cái thân đèn này và một cái tấm pin đấy, và phí vận chuyển thì sẽ bao gồm ship tận nhà cho anh chị luôn. Thì với những anh chị nào mà chúng ta có cái không gian diện tích nhỏ tầm khoảng 30 mét vuông lắp sân vườn hoặc là đường đi thì anh chị chúng ta sẽ lựa chọn cái dòng đèn pha này cho em. Với cái dòng đèn pha mặc dù là công suất nhỏ thôi nhưng mà vẫn thời gian sáng cam kết cho anh chị là trên 12 tiếng. Và khi mà anh chị mua thì bên em sẽ gửi kèm cho anh chị một thân đèn, tấm pin, điều khiển ốc vít đầy đủ. Thông số cấu hình của cái mẫu này thì em sẽ đọc qua cho anh chị nhé. Thứ nhất là về cái chip LED thì nó sử dụng là chip LED 5730 đấy, và số lượng là 132 chip LED. Cấu hình bên trong này sẽ sử dụng là 3 cell pin 32700 đời mới nhất và dung lượng là 18.000. Và cái mã sản phẩm của cái hàng này sẽ là HL8100F. Đấy, hàng chính hãng của công ty Hoàng Long có logo. Tấm pin sử dụng cho cái phiên bản này thì hiện tại Hoàng Long đang sử dụng cho nó là tấm pin mono với kích thước là 35x45. Anh chị có thể quan sát tấm pin mono thì các cell nó màu đen và nhìn nó rất là xịn sò anh chị ạ. Tiếp theo thì nếu mà anh chị chúng ta có cái không gian diện tích nó rộng hơn khoảng tầm 100m² đổ lại thì anh chị chúng ta có thể cân nhắc lựa chọn sang cái mẫu đèn pha với công suất là 200W, hàng chính hãng của công ty Hoàng Long sẽ có logo và mã hiệu là HL8200F. Thì với cái phiên bản đèn pha 200W này thì hiện tại bên em đang bán với giá là 880.000 đồng anh chị ạ. Và khi mà anh chị chúng ta bỏ ra số tiền như vậy thì chúng ta sẽ nhận được một cái thân đèn và một tấm pin rời. Thì anh chị có thể so sánh là cái phiên bản đèn 200 này thì em đang để cạnh cái đèn 100 thì anh chị có thể thấy kích thước của nó đã lớn hơn. Thì cái giá của hai bộ này nó sẽ chênh nhau 180.000. Thì anh chị khi mà chúng ta bỏ ra hơn 180.000 thì chúng ta sẽ nhận một cái sản phẩm như thế nào? Thứ nhất là về cấu tạo thì nó cũng sử dụng là nhôm và kính cường lực nhưng mà cái này thì nó sẽ to hơn. Thứ hai là về chip LED thì cái mẫu này là sẽ sử dụng là 225 chip LED và pin bên trong sẽ sử dụng là 4 cell 32700, dung lượng sẽ là 24.000 mAh. Và đặc biệt là cái tấm pin năng lượng mặt trời của nó đi kèm theo thì cũng sẽ lớn hơn. Đây em có thể để cho anh chị xem. Đây, tấm pin của nó sẽ là tấm pin cũng mono và kích thước của nó sẽ là 35 nhân với lại 53 cm. Đằng sau tấm pin này sẽ có dây nối dài là 5m anh chị ạ. Thì với cái phiên bản này thì nếu anh chị nào chúng ta có cái diện tích nó rộng tầm 100m² đổ lại thì anh chị có thể cân nhắc lựa chọn sang cái phiên bản 200W. Thì giá nó chênh của phiên bản này có 180.000 thôi. Đấy, thì tùy theo cái kinh tế và nhu cầu thì anh chị chúng ta có thể lựa chọn làm sao cho nó phù hợp. Tiếp theo thì nếu mà anh chị cảm thấy cái mẫu đèn 200 nó vẫn chưa đáp ứng được cái nhu cầu độ sáng cũng như là diện tích chiếu sáng thì anh chị chúng ta có thể tham khảo sang mẫu đèn pha 300W của Hoàng Long Solar với mã hiệu là HL8300F. Thì với cái phiên bản đèn pha 300W này thì anh chị chúng ta có thể chiếu sáng được từ 150 đến khoảng 200m². Và cái giá bán tại thời điểm bây giờ thì bên Hoàng Long đang bán với giá là 1.100.000 đồng anh chị ạ. Cũng sẽ bao gồm thân đèn và tấm pin đi kèm theo. Về cái cấu tạo của thân đèn thì sẽ là có sử dụng là kính cường lực và đằng sau sẽ là vỏ nhôm đúc nguyên khối, rất là dày dặn chắc chắn anh chị ạ. Và cái thông tin cấu hình của sản phẩm này thì bên em hiện tại đang trang bị cho nó là 400 chip LED 5730, loại chip LED rất là bền và tuổi thọ rất là cao. Và đặc biệt về cái dung lượng pin của mẫu này thì bên em đã nâng cấp cho nó là 6 cell pin, dung lượng là 36.000. Khác với cái phiên bản đèn 200 thì anh chị chỉ có 4 viên thôi, nhưng phiên bản đèn 300 thì anh chị có 6 viên. Và tiếp theo nữa là về cái tấm năng lượng anh chị ạ. Khi mà pin nó nhiều ấy thì anh chị có thể quan sát là tấm năng lượng nó cũng phải to hơn.
Thì hiện tại với cái phiên bản này, bên Hoàng Long đang trang bị cho nó là tấm kích thước là 35x60 và cũng sử dụng công nghệ là tấm mono. Do đó thì cái thời gian sạc đối với cái mẫu 300 này thì nó cũng khá là nhanh. Và anh chị có thể quan sát một cái điểm rất là đặc biệt trên cái phiên bản đèn năm nay của Hoàng Long là tất cả những chiếc đèn pha bên em đều làm cái kẹp kính và ốc tháo như thế này. Thì sau này khi mà anh chị chúng ta sửa chữa, bảo dưỡng hoặc là cần thay thế pin thì nó cực kỳ dễ và cực kỳ tiện lợi anh chị ạ. Thì đây là những cái ưu điểm của những cái dòng đèn pha năm nay, nó được nâng cấp cải tiến rất là nhiều, đặc biệt là về cái phần thiết kế và phần pin. Đấy, pin năm nay là bên em sử dụng pin mới 32700. Thì đây là cái mức giá của đèn 300 là 1.100.000 đồng anh chị nhé. Đắt hơn cái phiên bản 200 này khoảng là 220.000, nhưng mà em nghĩ nó hoàn toàn xứng đáng bởi vì nó nâng cấp thêm về pin, chip LED và tấm năng lượng. Thì như vậy thì em đã giới thiệu cho anh chị về ba cái phiên bản đèn công suất đầu tiên, đó chính là 100, 200, 300. Và có rất nhiều anh chị chúng ta khi mà xem đến đoạn này thì anh chị bảo là những cái công suất này có khi là nó vẫn chưa đủ với nhu cầu của anh chị. Và để đáp ứng được cho những cái nhu cầu cao và những anh chị nào mà chúng ta cần độ sáng mạnh, chiếu sáng rộng, chúng ta có thể nghiên cứu thêm về cái mẫu đèn tiếp theo, đó chính là đèn pha 500W của Hoàng Long với mã hiệu là HL8500F. Đấy, thì đây là cái phiên bản mới nhất 2024 anh chị ạ. Thì với cái phiên bản này thì hiện tại Hoàng Long đang bán với giá là 1.350.000 đồng cho một cái bộ đèn gồm thân đèn và tấm pin cực kỳ to và cực kỳ khủng. Về cái cấu tạo tổng quan thì cái mẫu đèn 500 này nó cũng khá giống với những cái đèn 200 hoặc 300. Tuy nhiên thì kích thước nó đã lớn hơn rất là nhiều anh chị ạ. Đấy, về kích thước thì cái chiều ngang này sẽ là 40cm và chiều dọc này thì sẽ là 36cm anh chị ạ. Số lượng chip LED của mẫu này thì cũng nhiều hơn. Hiện tại thì Hoàng Long đang trang bị cho nó là 806 chip LED 5730 và dung lượng pin bên trong sẽ là 7 cell pin 32700 đời mới nhất. Thì dung lượng của nó sẽ là 42.000 mAh và đi kèm với nó sẽ sử dụng một cái tấm pin năng lượng mặt trời kích thước cũng khá là lớn, 35x70 và sử dụng công nghệ tấm pin mono anh chị ạ, sạc siêu nhanh, thời gian sạc chỉ trung bình từ 7 đến 8 tiếng và thời gian sử dụng ban đêm sẽ trên 12 tiếng cho anh chị. Đấy là cái cam kết của bên Hoàng Long. Và tất cả những cái đèn chính hãng này anh chị có thể quan sát đều có tem bảo hành của Hoàng Long dán ở trên cái thân đèn này. Và với cái phiên bản đèn pha 500W này thì cái diện tích chiếu sáng anh chị chúng ta có thể bao phủ được một cái khoảng từ 400 đến 500 mét vuông anh chị ạ. Diện tích rất là rộng với cái phiên bản này. Bởi vì cái kích thước của đèn nó rộng và cái chóa nó rất là rộng như thế này và số lượng chip LED nhiều, do đó thì cái độ sáng khi mà nó tạo ra thì cực kỳ mạnh luôn. Thì nếu anh chị nào mà chúng ta có không gian rộng thì anh chị có điều kiện kinh tế một chút thì anh chị có thể nghiên cứu lựa chọn cái mẫu đèn pha 500W này, giá là 1.350.000 anh chị ạ. Và cuối cùng là chiếc đèn pha 800W trong cái bộ sưu tập những chiếc đèn pha của Hoàng Long. Thì anh chị có thể quan sát với những chiếc đèn pha 500 thì cũng đã là đáp ứng được rất nhiều nhu cầu của anh chị rồi, kể cả những anh chị khó tính. Nhưng mà một số anh chị yêu cầu mạnh và cao cấp hơn hẳn, anh chị muốn lựa chọn một mẫu đèn thực sự mạnh đấy, thì anh chị có thể tham khảo sang phiên bản 800W này. Thì cái phiên bản này hiện tại là phiên bản đèn pha mạnh nhất của Hoàng Long anh chị ạ. Và cái mức giá bán tại thời điểm hiện tại của nó là 1.500.000 đồng. Về cái thông tin cấu hình của nó thì cũng là mạnh nhất trong những cái phiên bản ở trong này. Thì thứ nhất là về chip LED thì hiện tại Hoàng Long đang sử dụng cho nó là 837 chip LED 5730 cao cấp và rất bền bỉ. Dung lượng pin ở trong bên mẫu này sẽ là 9 cell pin 32700 tương đương với lại 54.000 mAh. Cái thời gian chiếu sáng của nó thì chắc chắn là em cam kết cho anh chị trên 12 tiếng rồi. Còn cái độ phủ sáng của nó thì dao động từ 600 đến 800 mét vuông anh chị ạ. Độ phủ sáng cực kỳ rộng so với một chiếc đèn pha. Và cái cấu tạo của nó cũng sử dụng là kính cường lực và đằng sau là vỏ nhôm và sử dụng những cái thanh nẹp khóa ốp vít như thế này để giúp nó bảo vệ đèn tốt, và sau này anh chị chúng ta muốn tháo ra sửa chữa, bảo dưỡng, thay pin thì cực kỳ dễ. Đi kèm với nó thì sẽ sử dụng một cái tấm pin năng lượng mặt trời mono anh chị ạ. Anh chị có thể quan sát, đây là cái tấm pin năng lượng mặt trời mono của nó. Kích thước của tấm pin này sẽ là 67x45cm và công nghệ tấm pin sạc nhanh. Với mỗi một chiếc đèn pha này thì đằng sau tấm pin đều trang bị một cái dây nối dài 5m anh chị ạ. Nên là khi mà anh chị chúng ta lắp đặt thì nó cũng hoàn toàn có thể thoải mái đa số được tất cả các vị trí và mục đích. Còn trong trường hợp mà anh chị chúng ta muốn nối dài thì bên em có cung cấp cái dây nối dài 5m chỉ có 50.000 thôi, thì anh chị chúng ta có thể tham khảo để lựa chọn để cho nó dễ hơn. Và hiện tại trong thời điểm tháng 10 này thì Hoàng Long đang chạy một số cái chương trình khuyến mãi áp dụng cho những chiếc đèn pha này, thì em sẽ thông báo luôn để anh chị chúng ta có thể nắm bắt được. Thì hiện tại với những dòng đèn pha 100, 200 và 300 thì khi mà anh chị chúng ta mua hai bộ sản phẩm thì bên Hoàng Long sẽ tặng cho anh chị một chiếc đèn treo cổng sử dụng năng lượng mặt trời. Đây, anh chị có thể quan sát chiếc đèn này thì rất là đẹp và rất được rất nhiều anh chị chúng ta ưa thích lựa chọn trong cái thời gian vừa qua. Tức là đèn 100, 200, 300, ba phiên bản công suất này, khi mua hai bộ thì bên em sẽ tặng cho anh chị một chiếc đèn treo cổng. Và với phiên bản đèn 500 và 800 thì khi mà anh chị chúng ta mua một bộ là bên em sẽ tặng cho anh chị một chiếc đèn treo cổng. Và số lượng quà tặng sẽ là 20 suất quà cho mỗi một cái công suất như thế này.
Nên là nếu anh chị chúng ta đã thích về những dòng đèn chất lượng cao, bền bỉ và độ sáng tốt của Hoàng Long thì anh chị chúng ta có thể nhanh tay đặt hàng để bên em có thể tặng quà cho anh chị trong cái thời gian khuyến mãi của chương trình. Thì trên đây em đã báo giá tổng hợp cho anh chị các cái phiên bản đèn pha của 500W và bây giờ em sẽ tổng hợp lại một chút để anh chị chúng ta có thể nắm bắt nó dễ hơn nhé. Thứ nhất là phiên bản 100W là giá 700.000, phiên bản đèn 200W là 880.000, phiên bản đèn 300W là 1.100.000, phiên bản đèn 500W là 1.350.000 và phiên bản cuối cùng là đèn pha 800W với giá là 1.500.000 và kèm theo cái chương trình khuyến mãi. Nếu anh chị nào chúng ta quan tâm hoặc là muốn mua những cái sản phẩm này về lắp đặt trong gia đình thì anh chị có thể liên hệ với Hoàng Long theo số điện thoại 0865999515 để bên em có thể hỗ trợ anh chị đặt hàng hoặc là tư vấn. Và cảm ơn tất cả anh chị chúng ta đã dành thời gian theo dõi video và hẹn gặp lại anh chị trong những video tiếp theo.